Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và sau đây là tin tức Hương Tràm lái siêu xe khóa môi trai đẹp đắm đuối. Hương Tràm gây ấn tượng khi tự lái siêu xe rõ nổi bật và khóa môi trai đẹp nhưng mặt anh quân đắm đuối. Mới đây, Hương Tràm chính thức công bố những hình ảnh hậu trường MV vẫn luôn chờ mong cực chất. Nữ ca sĩ tự tay lái siêu xe màu đỏ của một thương hiệu nổi tiếng để quay những cảnh khó trong MV vẫn luôn chờ mong của mình. Sốc hơn nữa là người mẫu anh quân bế thóc Hương Tràm lên hôn đắm đuối. Siêu xe màu đỏ được Hương Tràm tự tay lấy trong MV. Bối cảnh được chọn để quay MV tại Phan Thiết vì đồi cát rộng lại muốn lấy cả cảnh biển. Chính vì thế, ekip cùng Hương Tràm đã mất 2 ngày làm việc không ngơi nghỉ ở Mũi Né. Chính vì vậy, hot boy của Việt Nam Next Top Như Mặt Anh Quân cũng chia sẻ thật là cảnh hôn nhìn say đắm và lãng mạn. Chứ lúc đó là cảnh cuối cùng nên chỉ muốn cắn nhau nhanh còn về. Hương Tràm thì chối rằng luôn coi anh Quân là bạn nên nụ hôn nhìn sâu mà thật ra chưa sâu lắm. Cảnh hôn nhau đắm đuối của Hương Tràm và Như Mặt Anh Quân. Nói về MV này, Hương Tràm cho biết đây là sản phẩm được cô quay hình tại Mũi Né, Phan Thiết với thời gian 2 ngày liên tục. Thực hiện MV lần này vẫn là ekip đã gắn bó với cô trong sản phẩm I Still Love You trước đây, Alien Media cùng đạo diễn Kawai. Về ca khúc Vẫn Luôn Chờ Mong, đây là sáng tác của nhạc sĩ Onisi được sản xuất với sự tham gia của 6 producer. Phần hình ảnh trong MV cũng được nữ ca sĩ đầu tư mạnh tay với từng cảnh quay góc máy được chăm chút kỹ lưỡng. Hương Tràm muốn rằng mỗi sản phẩm của mình khi ra mắt sẽ đều là những MV đẹp. Cô sẽ định hình trong mắt khán giả mình là ca sĩ siêu đầu tư và liên tục mang đến những sản phẩm chất lượng nhất. Sau dự án âm nhạc này, Hương Tràm sẽ cho phát hành album nhạc EDM gộp lại những ca khúc đã trình diễn trong chương trình The Remix và thực hiện tiếp MV cho Harmonisa.